thay cho lời yêu. Như Quỳnh chỉ có một trái tim, nhưng mà trái tim thì có nhiều ngăn lắm. Dành cho các fan, những người yêu Như Quỳnh, thương Như Quỳnh suốt bao nhiêu năm qua. Và bây giờ ha, Như Quỳnh đứng dậy, nhưng mà không nhảy được đâu nha. Vâng, Văn Nga ơi, hãy nói lời yêu anh. Mời tất cả quý vị cùng nghe nhé. Chiều hôm nay, những người đằng sau Như Quỳnh rất quan trọng, chỉ cần đánh sai thông, trống đi sai nhịp, mỗi người mỗi nơi đó, đôi ngã đôi ta chỉ thế thôi. Phải nịnh ban nhạc chứ hả, nếu không thì cũng mệt lắm. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều.